bạch mã hoàng tử bạn nhá. Cây này rất là đẹp, cái thân của nó trắng mút, lá xanh đẹp quanh năm như thế này. Cây này thì thích hợp trồng ở trong nhà bạn ạ. Đây là cây trồng trong nhà. Cái đường kính của cái chậu này thì khoảng tầm 18-20 cm. Cây này cao khoảng tầm từ 30-35 cm. Đây là loại cây bạch mã hoàng tử, nhưng mà hàng cây bé nhé. Mỗi một cái chậu như thế này thì có khoảng tầm 3 thân. Nhà mình cũng có cả cái hàng lớn hơn. Mình sẽ quay cái hàng lớn hơn này cho bạn xem nhá. Đấy, cái cây tán tròn đẹp, rất là đẹp. Cây bạch mã hoàng tử. Đây là hàng cây lớn bạn ạ. Đường kính của cái chậu, cái bầu ấy thì khoảng tầm 30 cm, 25, 28, 30 gì đó. Và một cái chậu của nó thì có khoảng 3-4 thân. Cây cao chừng 2, 4, 6, 8, 80 phân, 90 phân. Rất nhiều và rất đẹp ạ. Các bạn có nhu cầu mua cây bạch mã hoàng tử, vui lòng liên hệ 0977973535. Các cái cây này thì phù hợp trồng ở văn phòng này, trồng trong nhà này. Đúng lại là đây là các cái cây thuộc dòng trồng cây cảnh, trồng trong nhà bạn ạ. Không cần ánh nắng trực tiếp của mặt trời.